Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình làm một video mà mình đã hướng dẫn anh em rất là nhiều về việc phân biệt các loại chim. Thì mình sẽ làm clip để phân biệt các loại chim chính là đi là dòng chim mà có thổi kèn anh em nhé. Cái mình vứt lướt qua là chim mà có thổi kèn đấy. Thì sau chim mà có thổi kèn thì sẽ đến bồ câu ti than thái siêu thịt anh em. Và sau đó là dòng bồ câu mi mắc anh em nhé. Thì bây giờ mình nói để cho anh em hình dung luôn. Ba dòng chim này là ba dòng chim dễ phân biệt nhất anh em. Dễ phân biệt nhất nhé. Còn một gấu gà thì khỏi nói rồi. Gấu gà thì quá đơn giản anh em. Bộ gấu gà thì nó màu nâu đỏ, màu vàng, chỉ một màu thôi, màu đen. Trước tiên mình nói về chim bồ câu ti tan thái siêu thịt trước đi. Thì cái mà dễ nhận biết nó nhất đó là màu của nó là màu xám đá anh em. Ở cánh của nó có hai vạch. Còn đây là câu mi mắc anh em nhé. Hôm nãy mình vừa nói đến đấy, đây là mi mắc. Màu của nó là màu trắng tuyền đấy anh em ạ, màu trắng tinh nhé. Đối với chim bồ câu ti tan thái siêu thịt thì màu của nó là màu xám đá như các bạn cũng đang thấy trên màn ảnh này. Trọng lượng của nó thì một cặp bố mẹ thì tầm khoảng ký hơn anh em nhé. Ký hơn đấy. Chắc chắn rồi. Còn chim non của nó khi mà mình xuất chuồng thì trên 5 lạng hết anh em nhé. Còn chim bồ câu mi mắc này thì cái chất lượng nó không bằng chim bồ câu thái siêu thịt được. Thì đối với dòng chim bồ câu thái siêu thịt thì mình hay nhắc đến nhiều cho anh em đấy. Thì là dòng ưa chuộng nhất. Còn dòng mi mắc này thì mình nuôi vẫn hiệu quả anh em nhé. Nói chung những cái dòng chim mi mắc hoặc là bồ câu ti tan thái siêu thịt hoặc là bồ câu gà nuôi thì đều có lợi nhuận cả. Nhưng mà đối với chim bồ câu thái siêu thịt này là chất lượng nhất. Còn phân biệt nó thì nãy mình cũng nói, bây giờ mình nói trước rồi, bây giờ mình nói tiếp này. Thì nhưng mà không phải con chim bồ câu nào màu xám đá cũng là bồ câu ti tan thái siêu thịt đâu anh em nhé. Tại vì có nhiều dòng nó đã lai rồi nên anh em nuôi anh em không có hình dung được. Để phân biệt cái con chim mà nó rặc á thì anh em để ý kỹ màu lông nó phải là mượt anh em ạ. Ở cổ của nó thì cườm phải ngoánh như là chim của trại mình anh em này. Và anh em để ý là những cái con chim non mà anh em mà đến những cái trại khác anh em lựa thì con chim của nó phải rất là to anh em nhé. Chim một gấu con á. Đây như anh em thấy ở trại mình này, chim bồ câu con rất là to. Cứ 30 ngày, 25 ngày đến 30 ngày là nó đã đạt trọng lượng là trên 5 lạng hết anh em nhé. Mình bán là chim thương phẩm đấy. Mình bán để họ chế biến thịt, để cung cấp cho các hệ thống nhà hàng cũng như là các quán nhậu. Họ ăn rất là nhiều. Và đặc biệt trong cái mùa dịch Covid này thì người ta cần bổ sung cái lượng chất dinh dưỡng thì người ta đặt hàng của mình rất là nhiều anh em ạ. Chứ nhiều chỗ mình thấy có quảng cáo bán chim bồ câu titan siêu thịt của Thái này. Nhưng mà theo mình tìm hiểu thì nó không có đúng đâu anh em. Nhiều chỗ bán chim nó đã lai rồi. Nên anh em nuôi thì nó hơi bị nhỏ ấy. Với chim nó hay bị bệnh. Tại vì lai tùm lum á. Nên nó không chất lượng. Còn đối với chim bồ câu titan Thái của mình thì nó không có bị bệnh anh em ạ. Anh em cũng không phải cho nó uống các loại thuốc gì phòng bệnh này nọ kia anh em ạ. Anh em chỉ phải 6 tháng sổ ru nó một lần thôi. Còn hầu như là nuôi rất là ok. Anh em có thể thấy này, chim này ở trại của mình là cho ấp bằng máy ấp trứng anh em nhé. Cho ấp bằng máy ấp trứng hết. Chim rất là chất lượng. Hiện tại mùa dịch này thì mình ship từ xa cho anh em rất là nhiều. Mình vận chuyển tận nơi cho anh em. Còn bây giờ dịch thì hơi khó khăn thì mình những cái đơn hàng thì mình tạm hoãn lại. Khi nào dịch ổn rồi mình sẽ chuyển cho anh em. Nên anh em cũng cứ yên tâm.
là con giống thì sẽ đến tay của mình nuôi thôi. Thì mình trong thời gian qua thì mình cũng đã hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Một số anh em mua giống của mình thì mình cũng giảm bớt tiền cho anh em. Thì đợt dịch này thì nó ảnh hưởng chung. Và mình cũng biết là nhiều anh em gặp rất là nhiều khó khăn. Và nhưng mà anh em vẫn muốn đầu tư thì mình hỗ trợ anh em rất là nhiều về con giống. Còn kỹ thuật thì mình không nói đâu. Kỹ thuật thì mình biết cái gì, mình có kinh nghiệm gì mình trao đổi cho anh em hết luôn. Mình đã nuôi bồ câu rất là lâu rồi, mình làm video. Anh em cũng quá hiểu kênh Nông Dân Làm Giàu của mình rồi. Mình làm video để cho anh em biết về cái mô hình nuôi chim bồ câu công nghiệp, nuôi chim bồ câu dòng siêu thịt này, và trong cái thị trường tiêu thụ chim bồ câu nó như thế nào thì mình cũng hay chia sẻ cho anh em. Chuồng trại của mình rất là thoáng anh em ạ, và mình đang tính cuối năm nay là mình sẽ mở rộng thêm ở trại trên Đắk Lắk này. Mình ở trên này bây giờ mình cũng đang có rất nhiều những cái trại hệ thống vệ tinh của mình rồi. Đấy, chuồng trại rất là thoáng mát luôn. Mình cũng xuất chim đi liên tục. Đấy, ở ngoài bây giờ mình trồng cả chanh dây đây anh em này. Trồng chanh dây cho nó leo, để mùa khô cho nó mát. Còn xung quanh thì cây cối rất là nhiều. Và mình nuôi thêm cả bò anh em ạ. Cả thỏ nữa. Thỏ thì mình cũng nuôi thỏ, nhập giống thỏ của bên Thái về nuôi luôn anh em ạ. Thì mình rất là chuộng những cái dòng nền nông nghiệp nó hiện đại, con giống nó hiện đại thì mình sẵn sàng mình nhập về mình nuôi thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ trao đổi với mình. Gọi điện cho mình 0961142323 này, rồi fanpage của mình là Nông Dân Làm Giàu này. Rồi hoặc là nhắn tin cho mình. Kết bạn hoặc là các bạn có thể đăng ký kênh, sub kênh like video để có gì ủng hộ mình. Để và đặc biệt có cái là anh em nào mà đăng ký kênh mình thì khi nào mình ra ra video thì nó sẽ tự động báo để anh em theo dõi. Thì cũng hy vọng là anh em ủng hộ kênh của mình. Còn mình nói thêm cái dòng chim bồ câu thổi kèn anh em nhé. Đó là cái dòng chim thì chỉ để nuôi làm cảnh thôi anh em ạ. Làm cảnh và nuôi phong thủy đấy. Còn nuôi chim bồ câu công nghiệp thì chắc chắn là phải nuôi mô hình công nghiệp thì phải nuôi chim bồ câu ti tan thái siêu thịt rồi. Còn chim bồ câu mi mắc thì nhiều anh em cũng nuôi công nghiệp để bán đấy anh em. Nhưng mà theo mình đánh giá thì nó đẻ thưa hơn chim bồ câu thái này. Với lại trọng lượng chim bồ câu con ấy, thì nó không có nặng bằng. Và cái tỷ lệ sức đề kháng của nó thì mình vẫn chuộng con chim bồ câu siêu thịt này hơn. Còn chim bồ câu gà thì thời gian qua thì mình cũng giao rất là nhiều cho anh em. Mình tính sơ sơ thì đến nửa năm nay thì mình cũng ra tầm khoảng 300-400 cặp rồi đấy anh em ạ. 400 cặp chim bồ câu gà cho anh em rồi đấy. Trên khắp mọi miền đất nước luôn. Mình chuyển bằng xe khách này, hoặc là mình vận chuyển tận nơi cho anh em. Dòng chim bồ câu gà thì giá thị trường nó hơi mắc anh em nhé. Hơi mắc nhưng mà tiền nào của nấy. Mà những cặp chim mình giao thì anh em hay chụp hình gửi qua cho mình, nó đẻ con, nó đẻ rất là nhiều, và một số anh em cũng nhân giống cũng được kha khá rồi đấy. Còn nuôi phục vụ thịt trong gia đình thì phải nói là quá là tuyệt vời rồi. Công nhận đợt dịch này thì ai cũng chú ý đến cái việc chăm sóc sức khỏe, nên nhiều anh em hay là nói mình là nuôi chim của mình mua khoảng 10 cặp về, xong rồi đợt dịch này xảy ra thì quả là hợp lý luôn, để anh em có một lượng thịt anh em nấu cháo này, làm đủ mọi thứ luôn, nào là bồ câu hầm, bồ câu quay, bồ câu nướng đủ kiểu luôn. Còn chim thịt chim bồ câu nó dinh dưỡng như nào thì anh em cũng quá dư rồi. Một con chim bồ câu này thì giá trị dinh dưỡng của nó bằng 9 con gà cơ mà anh em. Đấy. Anh em có thể search Google đấy, anh em cũng cũng biết mà, không phải là mình chém gió đâu anh em ạ.
thông tin về chất dinh dưỡng của chim bồ câu thì cũng là thông tin rất nhiều người biết, nên là thịt chim bồ câu thì luôn là một cái thị trường tiêu thụ rất là rộng lớn, nên là mình sẵn sàng bao đầu ra cho anh em đấy anh em. Mình là thế hệ đi trước nên là mình cũng thuận tiện hơn, nên anh em nào mà cần hỗ trợ đầu ra thì mình sẵn sàng hỗ trợ đầu ra cho anh em nhé. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.